Một số thương hiệu cà phê ở Trung Quốc đã tăng giá trong thời gian gần đây và các nhà quan sát thị trường dự đoán rằng giá có thể sẽ tiếp tục tăng do áp lực tăng lên đối với chi phí nguyên liệu. Hôm thứ Tư, không có bất kỳ thông báo chính thức nào, người tiêu dùng nhận thấy rằng Starbucks đã tăng giá của nhiều loại đồ uống khác nhau từ 1 nhân dân tệ 0,16 đô la lên 2 nhân dân tệ. Starbucks Trung Quốc thừa nhận sự gia tăng này và giải thích rằng nó dựa trên việc xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau như chi phí hoạt động. Luckin Coffee cũng tăng giá. Báo cáo của các phương tiện truyền thông cho biết từ tháng 12 năm ngoái, giá tại hàng trăm cửa hàng đã tăng khoảng 3 nhân dân tệ, với mức tăng do chi phí vận hành như tiền thuê mặt bằng, nhân lực và nguyên vật liệu. Thương hiệu cà phê Tim của Canada, gia nhập thị trường Trung Quốc vào tháng 2 năm 2019, cũng tăng giá. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Tim cho biết họ đã tăng giá một số lượng nhỏ sản phẩm. Đây là quyết định được đưa ra sau khi xem xét toàn diện các điều kiện hoạt động hiện tại. Giá cà phê nhân, nguyên liệu chính cho cà phê, đã tăng mạnh trong năm qua. Giá hạt Arabica chất lượng cao đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua do thời tiết khô hạn ở Brazil, sản xuất tại Việt Nam giảm. Chuỗi cung ứng yếu và chi phí vận chuyển tăng cao. Ngoài nguyên liệu, giá nhân công cao cũng là một yếu tố quan trọng. Giám đốc điều hành Starbucks Kevin Johnson gần đây đã tuyên bố rằng dưới ảnh hưởng của dịch bệnh đã có một khoảng cách nhân viên ở một số cửa hàng. Để giữ chân nhân viên, vào tháng 10 năm 2021, Starbucks Trung Quốc thông báo lần đầu tiên tất cả nhân viên toàn thời gian của cửa hàng sẽ được hưởng 14 tháng lương, bao gồm gần 40.000 người. Ngoài ra, Starbucks Trung Quốc cũng đã nâng cấp phúc lợi cho nhân viên, điều này cũng khiến chi phí kinh doanh của công ty tăng lên. Vào ngày 1 tháng 2, Starbucks đã tiết lộ kết quả tài chính của mình trong quý đầu tiên của năm tài chính 2022, cho thấy doanh thu của hãng đã tăng 19% lên 8,05 tỷ đô la và lợi nhuận ròng của nó là 816 triệu đô la, tăng từ 622 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc đã giảm 14% trong quý. Tính đến ngày 2 tháng 1 năm 2022, số lượng cửa hàng Starbucks ở Trung Quốc là 5.557. Johnson cho biết trong một cuộc họp hội nghị rằng trong quý này, doanh số cửa hàng Starbucks tăng 13% trên toàn cầu và 18% ở Bắc Mỹ. Một phần do giá cao hơn. Ông dự kiến giá sẽ tiếp tục tăng đối với một số sản phẩm trong những tháng tới để chống lại sự siết chặt lợi nhuận do lạm phát và các vấn đề thị trường lao động liên quan đến coronavirus. Li Wei, một giáo sư từ Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, dự đoán rằng do dịch bệnh toàn cầu, giá thương mại xuất nhập khẩu của các nguyên liệu thô như cà phê và các sản phẩm từ sữa sẽ không giảm trong ngắn hạn. Và giá đồ uống cà phê và các sản phẩm từ sữa có thể tiếp tục tăng trong tương lai, theo tạp chí chứng khoán Thượng Hải vào thứ Sáu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!